lên chưa? Hai anh em mình vừa đi rừng về các bạn ạ. Đi rừng ở lấy nhựa thông ấy, để dựng ở đây luôn này anh, cho nó mát này. Lấy xuống rồi. Ờ, lấy xuống nhưng mà dựng ở đây luôn. Nó dính vào xe. Đúng rồi. Đây là nhựa thông nha các bạn nhé. Nếu các bạn nào chưa xem video trước thì hãy xem lại video trước của hai anh em mình đi rừng lấy nhựa thông qua anh ấy nhé. Đấy, đây mình với anh Toản vừa đi tiếp tượng trong rừng lấy về thu hoạch nhựa về. Cái này là cạo cách đây mà hôm nào cũng cạo, cạo một tuần liền thì mới được bằng này các bạn. Tuần đấy nhỉ. À, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Sát Tập Vợ Chồng Mình. Mình với anh Toản này, anh mà anh sống độc thân một mình ấy. Hai anh em mình vừa đi đi rừng về, đi lên rừng để lấy nhựa thông ấy. Vừa về nhà các bạn ạ. Bạn nào chưa xem anh em mình đi lấy nhựa thông như này thì xem video trước nha các bạn nhé. Vừa về nhà thì bây giờ chuẩn bị nấu cơm nước cơm. Làm chén nước xong rồi nấu cơm ăn cơm. Hai anh em mình chuẩn bị xuống dưới này tìm mà xem có măng không các bạn ạ. Lấy về nấu ít cá suối. Măng tre ở dưới này rất là nhiều cây nhưng mà không biết là có măng không. Để mùa này nó cũng cuối vụ rồi anh nhỉ. Cái này nó núi thôi. Hả? Chứ thằng nào lấy một đây nó mọc ra đây thôi. À, mọc ra đấy thôi à? Ừ. Chặt ở trên tí được. Đây nhá. Đấy. Có một đoạn ở trong này các bạn ạ. Đấy, vừa ngon đây. Tầm này ngon đấy nhá. Đây nếu mà non thì làm quá khá là nhiều đấy. Non mà anh? Non. Nấu luộc qua mới ăn được hả? Sẽ đắng loại đắng hơn loại ấy chứ. Nó ngọt bằng các loại ấy kia đâu. Luộc qua một lần. Không nó đắng nó đài ấy. Đi qua đường này đi anh. Qua nhìn cái mũi tre là to chưa? Một mũi tí tí lấy mẫu này nữa. Cái đấy nó mới non anh ạ. Đấy mới là ngon. Này cho các bạn nhìn cái loại tre to chưa? Kinh khủng luôn. Này. Này. Ở đây nó hơi ngược sáng chút thôi. Đấy, mũi này các bạn nhìn thấy mũi này to chưa? Ở đây toàn tre là tre thôi nhá, xung quanh đây. Nhưng mà cái này là nhiều chủ anh à. Nhiều chủ. Đấy thêm hai ngọn đấy là quá thoải mái rồi. Một đĩa rồi nhá. Lấy về nấu cá hay là ấy được hay là luộc được. Nấu cá đi, nấu cá cho nó ngon. Anh chưa ăn thế bao giờ đâu hả? Chưa. Bóc luôn đây này hay là lấy về? Lấy về bóc được. Đi. Đây có đặt xong. Bây giờ chuẩn bị đun bếp, bắt đầu để lên luộc măng trước các bạn ạ, xong rồi có cá. Ở quê mình đa số là đun bếp củi thôi, kể cả ra bản thân nhà mình cũng thế. Ở vùng cao mình đa số là kiểu như sống ở gần rừng đấy, nhiều củi. Xìu nước để đun sôi để nguội uống. Nhà em thế vậy, nhà em toàn đun sôi để nguội uống rồi uống nước bình thôi. Hôm nay đỡ phải đi mua, nó không mua nước bình hay gì nữa. Là có nước sạch rồi chặt chặt ngang cái này được chóc này à. Ừ, cắt ngang cái là lấy luôn, cắt lên luôn đi.
cắt cắt qua đây lên luôn. Cái đấy non mà. Này hả? Ừ. Thấy chiều kia không được à? Cái này hả? Ừ. Chiều kia đỡ vai không? Đúng không? Nó sơ quá nhỉ? Đấy, chiều kia nó sơ là cái mình biết ngay. Nhưng mà thấy chiều kia là nó theo thớ, nó là sơ cũng không biết đúng không? Ừ. Đấy. Nhiều mà thái làm được nhiều thái nhiều lắm. Này hai đĩa cá không ra qua một cái là ngót mà tí nấu cho cả cá xuống nấu thế luộc qua một lần nó còn ấy nữa nhỉ, ngót đi. Đây nha các bạn nha, cái cá đây này, cá tháng năm mình mua được cái cá suối. Cá suối này cá này người ta họ đánh ở suối lên ấy, cái gần nhà gần suối. Suối như dạng suối sông ấy. Cá này giống ý hơn như cá trôi nhờ. Nhưng họ bảo không có phải cá trôi. Tại cá này ở suối cũng có nhưng mà không có phải cá trôi đâu. Nhà nói tiếng phổ thông anh không biết, nói tiếng Kinh anh không rõ thôi. Cá này tiếng dân tộc gọi là cá như nào? Ở đây. Gọi là cá gì? Cá cại là cá gì ấy? To đấy nhỉ. Không phải cá trôi đâu, họ bảo không phải cá trôi đâu. Nó giống như cá trôi. À. Nó lại cá trôi. Mình thấy giống cá trôi nhưng mà người ta bảo không phải cá trôi con ạ. Đây cái con cá này này. Cá này là cũng không phải là non đâu anh ạ, cá này cũng ấy đấy. Cá sông như thế, tâm thế thôi. Được 5 con, 5 con thì gần cân. Ừ, lớn rồi. Được rồi. Đấy, 5 chín. Ăn được nó mốc đi. Ừ. Lạnh đi qua bên kia. Đây là ít thịt lợn các bạn ạ. Anh mới vừa lại đi ra ngoài mua thêm một ít thịt lợn. Bảo thế được rồi, ăn thoải mái hai anh em ăn được cá mới mang kia. Anh mua ít thịt quay hôm nay bọn nó đéo làm. Cái này lấy về là tí sau gừng nhỉ. Ừ. Còn đây là đang rán cá các bạn ạ. Cá rán qua một lần nhé. Xong bắt đầu cái măng á. Đây măng đây này. Măng luộc như chưa vớt ra này. Để tí nữa là xào đảo qua một lần xong lấy về nấu cùng. Đây cũng rán qua một lần để cho nó vàng thơm. Để nó thơm. Đây là gừng nhé các bạn nhé. Gừng lấy xào xào thịt một ít thôi, nửa thôi anh ạ. Còn một đếm là mình để hôm cá phải không? Ừ, hôm cá, nó thơm. Luộc hai lần nước ở đây. Phải đem thay một lần rồi. Cái nước vàng hơn. Luộc này đỡ đắng hơn, đỡ đài hơn. Bọn nó làm bánh dầu ấy, nó luộc qua này, nó về bóc tước mỏng nha. Ừ. Cuốn. Đổ nước lên đi.
đáng qua một lần cho nó vàng đi. Đấy kìa rồi, múc rồi. Đấy, đáng qua thế thôi. Thế cho muối đâu vào? Chưa đâu, tí nữa mình đã mang cho muối không mang. Xong rồi tí nữa nấu mình nhạc cho hơn chứ. Đúa rồi. Đây là thịt con ạ, đảo thịt trước để tí nữa cái thịt nó ra mỡ lấy mỡ để đảo măng luôn. Đỡ tốn, về tiết kiệm tí. Đây là măng đấy các bạn ạ, măng đi không có đắng, luộc ra hai lần nó cũng chín rồi mà. Ngọt mà anh? Ừ, ngọt ngọt nha, ngọt ngọt. Ừ. Đảo xong một lần nấu một cá là quá ngon luôn. Nhiều thế nhỉ? Nhiều to như thế. Anh còn chưa ăn muối nhiều. Bây giờ chỉ cho vào để nấu cùng cá. Nhiều chất mà. Cá nhiều. Ăn được hết. Ngon mà. Lạ. Lạ miệng, không phải làm nhiều. Anh chưa ăn cá nấu măng ngày bao giờ? Nhà anh toàn lấy cái măng khác thôi, cái măng ướp kia thôi. Măng chua thì? Măng, ừ. Thế nhà mình cho cá thôi. Ừ, cho cá xuống giữa. Nhưng không đảo, nó đảo phần nát cá đấy. Phần này đổ vào thùng hết. Nồi. Đã hồ chiếc. Thế bác lên thôi, bác lên chờ đun lúc là được. Cá bây giờ chín rồi các bạn ạ, bây giờ ra chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây vừa có thằng bạn mình lại bạn nhà gần gần đây đó, làm ngay gần đây ấy. Đi làm ngay ở đây, ui rồi chị đây. Cạn này. Khô không, nó khô mà. À nó khô à, ừ. Lấy cái gì múc nó được. Đây này. Được bao nhiêu cân đấy? 50 cân tròn. 50 cân tròn à, ngon nhỉ. Giá bao nhiêu anh? Hai mấy. Hả? 23. Thế ngon rồi, khổ rồi. Cái này dây ra hai đĩa được không ạ? Cái đĩa kia cái gì đấy? Đây cái đĩa vào đấy, đừng lấy mà, đừng cá. À đừng cá rán phải không? Cá rán. Nó phải mua cái thịt quay thôi, nó có. Thôi như này được thì thịt quay. Ba thằng này rồi. Hai anh em định tính ăn độc một cá với đậu không thôi ấy. Ăn thế được rồi, ăn thế. Ừ, gọi tao sớm, tao đi ngủ cái này ngủ. Bây giờ là không làm, không qua làm ở trên kia. Bây giờ trường cái kia nó phải khô mới làm được á, phải không? Bây giờ vẫn đổ chân, lấn lộn so le đi hai cái. Cả trên kia này bọn nó hôm nay đang đổ cụt móng. Nó có đợt nóng quá. Tắm à anh? Không, phát rồi nó mát. Thường phết đấy. Thường. Trời nắng. Được hai đĩa ngon lành, cành đào. Xúc giấy kia ấy nhưng mà lại không có. Thấy ừ. Ngay được ba anh em đó các bạn ạ. Có mình với anh Toản chủ nhà đấy, với cả có thằng bạn mình đó. Làm ngay gần đây thì gọi lên đây anh em ngồi với nhau đi thôi. Anh em uống cốc bia. Biên biên máy tàu ngọc cái cùng thu nhựa. Cái này anh em đi thu nhựa mà. À, thu nhựa. Vừa bán đấy, tưởng làm mùa này lạnh lạnh rồi không ấy rồi. Còn làm chứ. Ít thôi phải không anh? Còn mùa này ra ít thôi hả? Ờ, mùa này nó ra ít hơn. Một chai được 3 cốc à? Ừ, 3 cốc. Một chai này 65 thôi.
Nhìn măng này ngon nhỉ. Măng này ngon mà. Đây là măng có đây có măng này có món chính là cá măng nha các bạn nha. Măng măng mới. Đây cá ở dưới đây nha, tí nữa là anh thì em là có riêng măng còn cá này toàn riêng măng. Clip này toàn là riêng măng thôi, toàn trốn được. Nào. Con nhà. Vâng. Cùng nhau cơm nhá. Mời anh em nhá. Mời nhá. Xin mời các bạn. Muộn nữa nhỉ. Các bạn anh em đi từng về muộn này. Nên là làm cơm hơi muộn chút. Bận bịu chút rồi. Nhanh rồi đấy. Nhanh thôi nhà lúc về gần 1 giờ rồi. Có đuôi cho anh quả có đuôi. Có đâu. Có thừa bát đuôi chắc tí có khách ra. Cứ lấy nó bảo cương. Nghe là cương lên không? Không, nó đi ấy. Nó làm ở trên kia. Nhưng mà nó làm trên Lục Bình thôi. Trên Lục Bình thôi phải không? Bình à. Nó quên đang ngủ say. Lúc Ngọc gọi em đang ngủ say á. Đúng đi ông Tùng thử món cá măng tươi này. Cảm nhận em nào vậy? Anh Toàn nào là chưa được ăn măng món tươi măng này trước thôi. Em gọi là cái măng măng ướp kia. À như cái này luộc qua một lần này phải không? Luộc một hai lần rồi. Đỡ đài. Còn đỡ ấy nhỉ? Nó đỡ nó đắng. Đắng hơn. Cá này đi câu à? Câu ở chợ. Chợ à, câu ở chợ đen. Cá là cá suối mà không? Thì mới bảo thế như kiểu ấy thì tưởng giống như cá trôi thôi nhỏ. Giống cá trôi nhưng không phải đâu. Nhưng không phải đâu, cá này cá gì trên mình cá gì. Không biết nó tin ra tầm là cá gì nhưng cái ở gần nhà tôi. Nghe là cá vậy. Không phải không? Hả? Tôi mua gần gần nhà. Mua gần nhà lên tận đây đấy. Phải mặn tí không nhỉ bảo? Em mà thêm... Tôi đi nước mắm. Thêm nước mắm là... Nhớ xuống ngon. Mặn à? Cơm ngon. Mặn à? Thôi cố đi. Cho xuống đi. Không mặn nói đâu mà. Thế thêm vừa vừa. Cũng được, vừa rồi. Rồi anh em mình tặng thì để cho nó quay phát này. Để tối là lên clip. Thôi chắc có lẽ mình cũng xin dừng clip ở đây nha các bạn nha. Để mình ăn cơm cùng mấy anh em đã. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.